các bạn, các bạn thân mến rất vui vì ngày hôm nay được quay trở lại cùng với các bạn ở trong phần phát trực tiếp này. nếu như mà các em đã lên xem phần livestream này rồi thì hãy gửi lời chào tới chị trong buổi chiều ngày hôm nay, các em nhá. trong buổi trưa ngày hôm nay, buổi sáng ngày hôm nay thì trời lạnh quá. thế là các em biết không, chị Hiên quên mất cái việc là là tức là chị bị ngủ quá giờ ấy. lúc mà chị dậy thì uh, lúc mà chị dậy ấy thì um, đã gọi là 6 giờ rồi. Thế nên chị nhận ra là quá thời gian để phát trực tiếp cùng với các bạn rồi. Thế nên là ngày hôm nay buổi trưa ngày hôm nay chị Hiên quay trở lại cùng với các bạn. Hello, ok, xin chào các bạn. Xin chào Thanh Trà, xin chào em, xin chào Thanh Vy thế là ngày hôm nay là chị quay trở lại với các bạn ở trong buổi trưa ngay không thể để lỡ thời gian của các bạn được thế nào rồi trong những ngày qua bằng cái phần hướng dẫn của chị khi mà chúng mình học về các cái tác phẩm khác nhau ôn tập lại tất cả các những cái tác phẩm khác nhau thì các em cảm thấy là cái việc ôn dự thi học cuối học kỳ của mình đã trở nên dễ dàng hơn chưa ok xin chào các bạn xin chào thanh trà nhá xin chào em hello xin chào quỳnh anh xin chào em Em chuẩn bị đi học rồi chị ơi. Ok xin chào Hoàng Vũ. Các bạn ơi, xin chào Quỳnh Chi. Hello, rất là nhanh, hiện tại đã có hơn 200 bạn đang xem phần livestream buổi trưa ngày hôm nay rồi. Có phải là vì ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng phủ Ngọc Tường là một cái tác phẩm rất là hot không? À, em đang ngủ dậy coi ạ. Ôi thế á, trên lớp em chưa học bài này luôn à? Ồ, vậy à. Các bạn ơi, hello xin chào các bạn, xin chào các em. Hello xin chào Lương Nghi Võ. Các bạn ơi đợi chị chút, chị tắt cái chuông này đi nhá. Đợi chị một chút, đợi chị một chút xíu nhá. Rồi, chúng mình sẽ cùng quay trở lại ngày hôm nay để ôn cùng với chị nhá. Hello Chào mừng 200 bạn đến với phần livestream của chị Hiên ngày hôm nay. Như đã hứa cùng với các bạn thì ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng ôn tập về à ai đã đặt tên cho dòng sông? Ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng phủ Ngọc Tường được không ạ? Ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng phủ Ngọc Tường? Rồi chị chào các bạn, chị chào các bạn Các bạn ơi quay trở lại cùng với chị nhá Được không nào Chúng mình sẽ cùng ôn tập về ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường Ngày hôm vừa rồi khi mà chị ôn cho các bạn về sông Đà xong rồi ấy Thì các em đã yên tâm hơn trong việc học sông Đà chưa mấy đứa Các em đã yên tâm hơn trong việc học sông Đà chưa À nhưng mà có trong chương trình ôn thi học sinh giỏi Ok À, <laughs> à em đi học thêm bây giờ à Vậy thì em cứ đi học thêm đi nhá được không ừ, chị chào các bạn chị chào các bạn kem ơi các bạn đã đặt bộ sổ tay uh, sổ tay văn học mới nhất của chị hiên chưa ngày hôm nay thì sách sẽ về đấy Ngày hôm nay thì sách sẽ về đấy Và như chị đã nói là cái phiên bản đặc biệt này thì chỉ bao gồm có 300 bộ thôi Thế nên là nếu như mà bạn nào mà đang muốn tìm một cái tài liệu để phục vụ cho chúng mình Ôn thi giữa kỳ, ôn thi cuối kỳ, ôn thi trung học phổ thông quốc gia Thì hãy tìm đến lựa chọn cho mình một cái phiên bản đặc biệt của sổ tay văn học nhé Đây là cái bộ sổ tay văn học phiên bản đặc biệt nhất của chúng mình từ trước đến giờ Được không ạ? Rồi các bạn ơi, nào bây giờ quay trở lại với chị nào Chúng mình sẽ cùng quay trở lại với ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng phủ Ngọc Tường. Lớp 12, <laughs> vẫn chưa ổn lắm chị ạ. À? Ôi thế à? Chị còn tặng luôn cho các bạn cái phần học theo sườn rồi mà, đúng không? Chị còn cẩn thận đến cái mức là chị hiên tặng luôn cho các bạn cái phần học theo sườn rồi mà. Chị đã nói rồi, ở trong người lái đò sông Đà thì đơn giản cực kỳ là chúng mình chỉ cần phải học với hai đối tượng thôi. Và hai đối tượng đó là một là người lái đò sông Đà, hai là dòng sông Đà dòng sông Đà thì mang hai cái vẻ đẹp đó là gì ạ, À hung bạo và chữ tình. À, ai đã đặt tên cho dòng sông nhá, là một cái bài mà cái cái khả năng thi vào học kỳ ấy rất là cao đấy các bạn ạ, rất là cao đấy, bởi vì đa số ở các trường ấy đều cái đề cương của chúng ta ấy, trong đề cương của chúng mình ấy là đều có ai đã đặt tên cho dòng sông. Thế nên là chị nghĩ rằng là các bạn cũng cũng cần phải lưu ý về cái này, cần phải đặc biệt lưu ý về cái tác phẩm này giúp chị nhá. Ok không nào? Rồi bây giờ chúng mình sẽ cùng bắt đầu ôn tập Ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng vùng Ngọc Tường Và phần một nhỏ bao cũng điêng đương nhiên rồi Đó chính là phần tác giả Được không ạ? Ở trong phần tác giả này Chị sẽ cung cấp cho các bạn một số những từ khóa như sau Bộ từ khóa của chúng mình ngày hôm nay sẽ bao gồm Thứ nhất là xứ Huế Được không ạ? Từ khóa số 2 đó là à Nghệ thuật và chất trữ tình, vốn hiểu biết phong phú, lối hành văn mê đắm tài hoa. Được không ạ? Trữ tình. Được không? Mê đắm tài hoa, hiểu biết phong phú. Lối hành văn mê đắm tài hoa. mê đắm tài hoa rồi các bạn ơi sau khi có bộ từ khóa xong chúng mình sẽ cùng với nhau à có một cái đoạn văn về hoàng phủ ngọc tường ok chưa ạ có một cái đoạn văn về hoàng phủ ngọc tường như sau trong nền văn học việt nam hiện đại à chị quên mất chỗ này nữa nhé thể loại sở trường là bút ký ok chưa ạ rồi tiếp tục này trong nền văn học Việt Nam hiện đại, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường được biết tới với hình ảnh của một người nghệ sĩ dành rất nhiều tình cảm của mình cho mảnh đất xứ Huế đầy thơ và mộng. Nét đặc sắc trong những sáng tác của ông là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chất trí tuệ và chất trữ tình, giữa nghị luận sắc bén với suy tư đa chiều, được tổng hợp từ vốn kiến thức phong phú về triết học, văn hóa, lịch sử, địa lý, tất cả được thể hiện qua lối hành văn hướng nội, xúc tích mê đắm và tài hoa thể loại sở trường của hoàng phủ ngọc tường đó chính là thể loại bút ký được không nào các bạn ơi đó đó là một cái đoạn văn rất là ngắn gọn nhưng ở trong đó chúng mình có cực kỳ là nhiều những cái thông tin về gì nhở à chúng mình có cực kỳ là nhiều những cái thông tin về tác giả hoàng phủ ngọc tường ok chưa nào được không ạ à? nhá tại sao mà chị hiên luôn luôn bảo các bạn là các em phải viết một cái đoạn như vậy viết một cái đoạn như vậy để làm gì thứ nhất là để cho cái hành văn của các bạn tốt hơn này cái thứ hai là gì các em biết không cái thứ hai là để giúp cho các bạn có thể thấy được rằng là gì ạ à một cái đoạn đấy mình có thể dùng cho cái phần mở bài cho phần thân bài hoặc là cho phần kết bài đều rất là ok được không ạ à, tường vi ơi nếu như em muốn hỏi muốn hỏi về lớp ọp của chị thì em nhắn tin vào trong fanpage giúp chị nhé Hiện tại thì chị vẫn còn tuyển các bạn lớp ọp nha Được không nào Chỉ cần là các em ở gần Hà Nội Và đặc biệt là gần khu vực Cầu Giấy Gần khu vực Hồ Tùng Mậu Thì sẽ rất là thuận tiện cho việc đi học của chúng mình Được không ạ à? Rồi các bạn ơi đấy là về tác giả Chúng mình chuyển sang phần 2 nhỏ tác phẩm Rồi thứ nhất đương nhiên rồi Hoàn cảnh sáng tác Được không ạ à? Thì tác phẩm này được rút ra từ tập bút ký cùng tên xuất bản năm 1986, gồm 8 bài viết về các đề tài khác nhau. Thế nhưng ai đã đặt tên cho dòng sông là bài ký xuất sắc nhất được viết tại Huế vào ngày mùng 4 tháng 1 năm 1981 và phần bài ký này thì bao gồm 3 phần được không ạ? Cái phần mà chúng ta được học trong sách giáo khoa ấy là thuộc phần đầu của bài ký này. Ok chưa ạ? Nhá. Cái phần này là cái phần mà thuộc phần đầu của bài ký này. Ở đây chị có thấy các bạn đang gọi nhau vào học Nhưng mà cũng có những bạn bảo nhau là thôi đi ngủ đi <laughs> Chị thì chị chỉ khuyên các bạn một câu như thế này thôi Bây giờ mà chúng mình mà ngủ nhiều quá là chúng mình thua các bạn đấy Được không ạ? Thế nên là trước khi mà quyết định cho cái việc là Ôi, mình có nên ngủ hay không nên ngủ Thì hãy nghĩ đến việc rằng Mình có đang thực sự quyết tâm để thi độ đại học hay không Để coi đó làm cái động lực cho cái việc là đôi khi tôi rất mệt rồi nhưng tôi muốn là gì ạ? Tôi sẽ không từ bỏ cho tới khi tôi hoàn thành việc đó chứ không phải luôn luôn lý giải bằng một cái câu là hôm nay tôi rất mệt rồi và tôi không thể làm được việc này. Thay vì câu đó hãy nói một câu là gì ạ? Tôi sẽ cố gắng gì ạ? Tôi sẽ cố gắng hoàn thành công việc này tới khi nó xong. Ok chưa nào? Rồi Thế nên là bây giờ thì các bạn có thể nói như vậy Nhưng mà chị tin là sau khi mà Gọi là bắt đầu gần đến Tết rồi đấy Sắp đến Tết rồi Tết ra là thời gian trôi nhanh kinh khủng luôn Các bạn sẽ không còn nhiều thời gian để ôn tập nữa đâu ạ Mà chúng mình gì? Chúng mình có một cả một cái đống kiến thức khổng lồ Một cái núi kiến thức siêu to khổng lồ Mà các bạn phải chinh phục Thế nên các em ơi đừng đừng ngủ khi chúng bạn của mình Vẫn còn đang thức nha các em nhá rồi, bây giờ chúng mình sẽ cùng quay trở lại này. Chúng mình sẽ đến với cái phần nội dung tác phẩm. Đây là phần quan trọng nhất được không đây là phần quan trọng nhất của chúng ta nội dung tác phẩm hãy nhớ rằng là bài này thì đơn giản ở một chỗ là chúng mình chỉ có một cái hình tượng duy nhất để đi tìm hiểu thôi ạ đó là hình tượng sông hương được không nào chỉ có một hình tượng duy nhất để đi tìm hiểu thôi ạ đó chính là hình tượng sông hương ok không ạ thế thì rõ ràng cả cái bài này đang đi nói về vẻ đẹp của dòng sông hương được không ạ cả bài này đang đi nói về vẻ đẹp của dòng sông hương vậy thì vẻ đẹp của dòng sông hương được nhìn trên những cái góc độ như thế nào các bạn sẽ nhìn thấy rất rõ nhé trước tiên vẻ đẹp của dòng sông hương được nhìn qua góc độ địa lý hay nói cách khác là chúng ta đi tìm hiểu và khám phá về thủy trình của dòng sông hương được không ạ thì ở trong cái phần thủy trình này chúng mình sẽ có những cái nội dung bao gồm thứ nhất đó là sông hương ở nơi thượng nguồn thủy trình mà hành trình chảy về thành phố huế mà được không ạ à sông hương ở nơi thượng nguồn tiếp tục sông hương ở ngoại vi thành phố huế được không và sông hương khi chảy qua thành phố huế chảy vào thành phố huế và chảy qua thành phố huế tức là rời khỏi thành phố huế OK chưa ạ? À rời khỏi thành phố ấy được chưa nào? OK chưa? Đây là cái góc độ về vẻ đẹp của dòng sông Hương đầu tiên, được không ạ? À? Tiếp tục nhá. Vẻ đẹp của dòng sông Hương lại được nhìn qua một cái góc độ khác, đó là góc độ của âm nhạc, được không ạ? À? Đó là góc độ của lịch sử, đó là góc độ của thi ca. Được không? Và đó là góc độ của cuộc đời. Được không ạ? Ba cái này chúng ta có thể gộp vào đó là góc nhìn văn hóa. Các bạn ơi, đơn giản hơn không ạ? À các bạn có thấy đơn giản hơn không ạ? Đó, nói chung là ấy, dòng sông Hương chỉ có như thế này thôi. Nhìn vào đâu có gì phức tạp đâu, đúng không? Các em nhìn vào các bạn đâu có thấy gì phức tạp đâu. Thế thì bây giờ bắt đầu cùng chị Hiên triển khai xem là là thật ra là ai đã đặt tên cho dòng sông có thực sự khó như các bạn đang nghĩ không nhá. Được không ạ? Thứ nhất, các bạn sẽ chú ý giúp chị này. Đương nhiên là chúng ta sẽ có phải có một cái phần đầu để khái quát về dòng sông Hương nhưng mà cái phần này thì các bạn sẽ tự làm nhé. Nhưng mà chị muốn là các bạn sẽ chú ý tới một cái đặc điểm rất là đặc trưng của dòng sông Hương này. Đó chính là đây là một trong số những cái dòng sông mà chỉ chảy ở trong một cái thành phố duy nhất thôi. Thuộc về một cái thành phố duy nhất thôi. Ok chưa ạ? Thế thì rõ ràng là mỗi gì ạ? À rõ ràng là mỗi tác giả khi lựa chọn một cái dòng sông thì đều rất là phù hợp với cái bản ngã của mình Đặc biệt là với một cái người mà yêu thiết tha thành phố huế giống như là hoàng phủ ngọc tường thì đương nhiên lựa chọn hình tượng sông hương để đưa vào trong bút ký của mình là quá phù hợp đúng không ạ đã đôi lần đến với huế mộng mơ tôi ôm ấp một tình yêu trọn vẹn vẻ đẹp huế chẳng nơi nào có được nét dịu dàng pha lẫn trầm tư và quả thực là nét dịu dàng pha lẫn với trầm tư ấy đã được thể hiện gì ạ à đã được thể hiện ở khung cảnh ở con người nơi đây và nhằm mục đích là đưa tất cả những cái nét giản dị trầm tư đó vào trong tác phẩm của mình thì hoàng phùng ngọc tường đã viết một cái bài ký về hình tượng sông hương với một cái tựa đề đó là ai đã đặt tên cho dòng sông Đấy, dùng cái mở bài như vậy, hiểu không? Lấy cái đoạn câu hát mà chị trích cho các bạn ấy Đã đôi lần đến với Huế mộng mơ Tôi ôm ấp một tình yêu trọn vẹn Vẻ đẹp Huế chẳng nơi nào có được Nét dịu dàng, pha lẫn trầm tư Được không ạ? Rồi các bạn ơi, bây giờ quay trở lại nhá Vẻ đẹp của dòng sông Hương Nhìn trên thủy trình Thứ nhất là nơi thượng nguồn Được không ạ? À, ở nơi thượng nguồn này thì chúng ta thấy rằng đây là hình ảnh của một dòng sông mang vẻ đẹp hùng vĩ và trữ tình. Đúng không ạ? Bởi vì sông Hương nơi thượng nguồn được coi là bản trường ca của rừng già. Được không ạ? Bản trường ca của rừng già. Được không nào? à con sông toát lên vẻ đẹp sức sống mãnh liệt vừa hùng tráng vừa trữ vừa trữ tình như bản trường ca bất tận về thiên nhiên rầm rộ giữa những bóng cây đại ngàn mãnh liệt qua những gành thác cuộn xoáy như những cơn lốc vào đáy vực sâu bí ẩn và có lúc nó trở nên dịu dàng và say đắm giữa những giữa dạng dài trói lọi của hoa đỗ quyên rừng ok không ạ à? à đó là nơi thượng nguồn nhá khi mà bắt đầu gì nhỉ à khi mà bắt đầu đến giữa lòng trường sơn ấy thì bắt đầu nó trở thành hình ảnh của một cô gái di gan phóng khoáng và man dại à vậy là nơi thượng nguồn đề nghị các anh chị nhớ cho tôi hai hình ảnh hai chi tiết một sông hương giống như bảng trường ca của rừng già và thứ hai gì ạ tâm hồn của cái dòng sông lúc này giống như một cô gái di gan phóng khoáng và man dại được chưa ạ? À tự nhiên là một cái dòng sông bây giờ trở nên có cá tính, có tâm hồn, có tính cách và đây ạ, rừng già đã hun đúc cho nó một bản lĩnh gan dạ, một tâm hồn tự do và trong trong, trong trong sáng, được không nào? Bản lĩnh gan dạ, một tâm hồn tự do và trong sáng. Các bạn ơi, nhớ cho chị nhá, nhớ cho chị nhá, được không? Đây là ba cái ý mà các bạn cần phải nhớ nơi thượng nguồn, nhá. Yeah. Rồi tiếp tục này À bắt đầu tiếp tục nhá. Được chưa ạ? À? Bắt đầu nhá. À thêm một cái nữa ở nơi thượng nguồn này các bạn cũng lưu ý giúp cho chị, đó chính là một cái sự ghi công với dòng sông Hương. Bởi vì là gì ạ? À? Dòng sông Hương bây giờ trở thành một đấng sáng tạo, đã góp phần tạo nên giữ gìn và bảo tồn văn hóa của một vùng thiên nhiên xứ sở và sông Hương chính là khởi nguồn là sự bắt đầu cho không gian văn hóa, văn hóa Huế. Ok không? <laughs> Đề nghị các anh chị nhớ cho tôi rồi. Tiếp tục này ngoại vi nơi ngoại vi thì sông hương bây giờ lại giống như là một cô con gì ạ giống như một người đẹp ngủ mơ màng giữa cánh đồng châu hóa đầy hoa dại người đẹp ngủ mơ màng giữa cánh đồng châu hóa đầy hoa dại đang đợi người tình của mình đến để đánh thức và từ đây thì thủy trình của dòng sông Hương khi mà nó bắt đầu xuôi về thì giống như là một cái cuộc tìm kiếm có ý thức. Sông Hương liên tục thay đổi mình làm mới mình, giống như là à, một cái người con gái đang chuẩn bị cho cái cuộc hẹn với người yêu mình mà đã rất là lâu rồi không gặp. Sông Hương đã chuyển dòng một cách liên tục, à giữ những giữa những cái khúc quanh đột ngột uốn mình theo những đường cong thật mềm và chính cái cuộc hành trình đó đã phô diễn được một cái vẻ đẹp những cái biến chuyển trong vẻ đẹp rất là mềm mại của dòng sông này ok chưa ạ rồi à, mặc dù là phải trải qua rất là nhiều những cái thử thách khác nhau như là hòn chén ngọc tràn nguyệt biểu nhưng mà trong cái quá trình ấy nó lại có cơ hội khoe tất cả những cái vẻ đẹp của mình và có thể thấy rằng là đây đây là cái thời điểm mà chuẩn bị đến gặp thành phố thân yêu đây và để rồi khi mà sông hương chảy qua thành phố huế thì nhớ giúp chị những từ khóa như sau thứ nhất sông hương giống như điệu slow tình cảm dành riêng cho đất huế được không ạ? Cái số 2 đó là sông Hương chia thành rất là nhiều nhánh Được không ạ? Chia thành rất là nhiều nhánh Và đi qua gì ạ? À đây ạ, hai bên bờ sông những chi lưu của nó Xung xuê như bóng cây cổ thụ Tỏa vầng lá u sầm trước những xóm thuyền xúm xít Giống như kiểu là gì nhở? Giống như là một cái vòng ôm Để ôm trọ lấy thành phố này Được không nào? Đấy thì đây là cái hình ảnh của sông Hương khi mà chảy qua thành phố Huế. Thế đến khi mà rời khỏi thì sao ạ? Đáng lẽ là nó phải đổ ra biển luôn nhưng không ạ. Nó lại gì? Nó lại vòng lại một lần nữa. Đúng không ạ? Ở trong cái thị trấn bao vinh xưa cổ, sông Hương lại vòng lại thêm một lần nữa để nó giống như là à trước khi đi rất là lưu luyến người tình của mình, thế nên là phải quay lại để ngắm nhìn thành phố này thêm một lần nữa, sau đó thì mới rời đi khỏi nơi đây ok chưa ạ thế thì đây là vẻ đẹp của sông hương trên cái thủy trình địa lý các bạn nhé đương nhiên là vì ôn tập lại thế nên là chị không thể nào mà có thể cụ thể cho các bạn từng ý và kỹ được được không bây giờ chỉ phụ thuộc vào các bạn chủ động học thôi được chưa nào rồi trên góc nhìn âm nhạc thì sông hương được ví như là gì người tài nữ đánh đàn lúc đêm khuya và sông hương chính là nơi ra đời cho âm nhạc cổ điển huế được không ạ? À? Đây là hai cái phần mà các bạn cần lưu ý giúp chị Ở trong cái phần này được thể hiện rất rõ Ở trong cái câu chuyện của một người cha ấy À đã lái đò trên dòng sông Hương này rất là nhiều năm rồi Và sau đó khi mà nghe cô con gái đọc câu kiều Là bắt đầu vỗ đùi nhổm dậy vỗ đùi Và nói rằng đó chính là tứ đại cảnh Đúng không ạ? À? Đó chính là tứ đại cảnh Là một trong những cái bản nhạc cổ rất là nổi tiếng Đúng không nào? Và gì ạ? À? à thì ra cái việc ra đời của âm nhạc cổ điển Thì ở đây chính là gì? Bắt nguồn từ sóng nước sông Hương Ok chưa nào? Rồi tiếp tục nhé Góc nhìn lịch sử thì dòng sông Hương giống như là gì nhỉ? À dòng sông Hương giống như là À chúng ta thấy này Trên cái góc nhìn lịch sử Dòng sông của sử thi viết giữa màu lá cỏ xanh biếc Đúng không nào? Dòng sông của sử thi viết giữa màu lá cỏ xanh biếc Rồi từ thời vua Hùng Sông Hương đã là dòng sông biên thủy xa xôi bước sang thời trung đại với tên gọi là linh giang nó đã gì ạ à? cùng với nhân dân huế oanh oanh liệt liệt để bảo vệ phần biên giới phía nam của tổ quốc đại việt đúng không trải qua cuộc chiến tàn khốc đẫm máu thì những cái cuộc khởi nghĩa vào thế kỷ 19 sông hương gắn liền với cuộc cách mạng tháng 8 với những chiến công vang dội dung chuyển và đặc biệt là trong cuộc tổng tiến công mậu thân năm 1968 sông hương cũng như kinh thành huế đã cùng với những người dân huế chứng kiến sự tàn phá khủng khiếp của đế quốc mỹ vậy là sông hương bây giờ giống như là một chứng nhân lịch sử đúng không ạ? À? Sông Hương bây giờ giống như một chứng nhân lịch sử Để rồi trong một hội nghị tổng kết chiến tranh Thì đồng chí đại tướng đã phát biểu rằng Lịch sử đảng đã ghi bằng nét son trên thành phố Huế Thành phố này tuy nhỏ nhưng đã cống hiến rất xứng đáng cho Tổ quốc Ok không ạ? À? Nhá, một chứng nhân lịch sử và cuối cùng thi ca đây là một dòng sông chưa bao giờ tự lập lại chính mình à qua thơ của tản đà dòng sông trắng lá cây xanh đúng không ạ hoàng phủ ngọc tường thì đã phát hiện ra một vẻ đẹp phục sinh của tâm hồn à gì à nhà thơ tố hữu đã phát hiện ra vẻ đẹp phục sinh trong tâm hồn của cuộc sống mới thời đại mới răng không cô gái trên sông ngày mai cô sẽ từ trong tới ngoài thơm như hương nhụy hoa lài sạch như nước suối ban mai sữa rừng đúng không ạ trong thi đàn việt nam thì cũng có rất là nhiều những nhà thơ đã từng viết về sông hương và quả thực đây là một dòng sông chưa bao giờ tự lặp lại chính mình ạ con sông dùng rằng con sông không chảy sông chảy vào lòng nên huế rất sâu thơ của thu bồn hay là nhà thơ hạ hàn mặc tử thì cũng đã từng viết thuyền ai đậu bến sông trăng đó có chờ trăng về kịp tối nay được không ạ đó là dòng sông của thi ca một dòng sông chưa bao giờ tự lặp lại chính mình và cuối cùng dòng sông của cuộc đời chúng ta thấy rằng trở về với cuộc đời trở về với đời thường thì sông hương mang một vẻ đẹp dịu hiền và khiêm nhường điều đáng trọng của con sông này đó là khi mà chiến tranh xảy ra nghe theo lời kêu gọi của tổ quốc thì đã hy sinh thân mình cho tổ quốc nhưng khi trở về với cuộc sống bình thường thì sông hương trở nên hiền dịu hệt như là người con gái huế giống như con người huế và những cái thay đổi bất ngờ của sông hương đó cũng chính là những cái thay đổi của con người việt nam đó là gì ạ đó là sự thích ứng của con người việt nam là sức mạnh của con người việt nam và chúng ta thấy rằng dòng sông này luôn tự làm mới mình và cũng chính vì điều đó mà dòng sông này luôn luôn để lại những cái ấn tượng rất là tốt đẹp với những ai mà đã biết tới nó. ok không ạ? đây là dòng sông của cuộc đời. các bạn ơi, qua cái việc chị phân tích theo sườn vừa rồi thì các em đã nhớ ra được thêm thật là nhiều ý khi mà chúng mình học về sông Hương chưa ạ? nào nói cho chị biết. có thể thấy là hai cái bài về sông là hai cái bài mà các bạn rất là sợ. nhưng mà chị thì chị nghĩ rằng là thật ra không có gì đáng sợ cả. nếu như mà chúng mình à... Không có gì đáng sợ hết nếu như mà chúng mình quyết tâm học Chúng mình lăn xả vào học thì không có gì đáng sợ cả Chị nghĩ là như vậy Qua cái phần hướng dẫn vừa rồi của chị thì các em đã cảm thấy ok hơn chưa? Nào nói chị nghe nào Chúng mình cứ học theo sườn thôi Đến đâu chúng mình gạch ra những cái từ khóa đến đấy Và sau đó tự ngồi diễn giải lại bằng cái lời văn của mình Cho thêm những cái phần dẫn chứng vào Được không ạ? Như vậy thì sẽ rất là đơn giản À còn 202 ngày nữa thôi à? Nói chung là còn khoảng 200 ngày nữa đúng không? Thời gian sẽ trôi rất nhanh thôi các bạn ạ à. Khi mà Tết xong thì chị nói thật với các bạn là thời gian sẽ trôi giống như là gió luôn Nhanh lắm luôn đấy, thực sự đấy Và chúng mình không còn thời gian để chúng mình làm gì nữa đâu Thế nên ở trong cái giai đoạn này bản thân chị thì nghĩ rằng là Nếu như mà bản thân các bạn ấy mà đang cảm thấy là là nếu như bản thân các bạn mà đang cảm thấy là Là chúng mình cần phải tăng tốc rồi Thì hãy nhanh chóng tăng tốc kem nhá Được không? Hãy nhanh chóng tăng tốc nhá được không ạ? À? Dạ rồi ạ à. <laughs> Đã nói rồi bởi vì đây là cái phần mà Đây là cái phần mà mình ôn tập thôi Đấy Thế nên là là cũng sẽ Đôi khi là cũng sẽ hơi hơi khó cho các bạn Đúng không? À ra thế chị like nhiều hơn nhé Cái này cũng còn tùy nhá <laughs> À nếu như mà bạn nào vẫn còn đang bị yếu trong phần viết Thì các em có thể tìm hiểu về khóa cốt của chị diễn ra vào tháng 12 này nhá rất hy vọng sẽ được gặp các bạn ở trong khóa học cốt để nâng cao cái khả năng viết của mình nha. còn buổi trưa ngày hôm nay thì chị yên sẽ phải nói lời chào tạm biệt tới các bạn thôi. cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã dành thời gian nghỉ ngơi của các bạn cho chị. chị biết rằng là các em cũng đang quyết tâm lắm đấy đúng không? bởi vì nếu như không quyết tâm thì chắc các bạn cũng sẽ không gọi là à, không bỏ thời gian nghỉ ngơi của mình ra để nghe cái phần livestream của chị thế này đâu đúng không ạ? ngày mai sẽ là buổi cuối cùng chúng mình sẽ kết thúc cái chiến dịch 5 ngày cùng ôn nghị luận văn học với nhau được không ạ? Bạn nào muốn đăng ký khóa học thì các em nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Yên để được tư vấn thêm, hiểu rõ đã. Chị phải xem xem là tình trạng học hành của các bạn như thế nào đã. Thì xong rồi thì xong rồi sẽ tư vấn cho các em khóa học phù hợp nhá. Được không ạ? À? Cố gắng lên, còn có 200 ngày nữa thôi nhá. Ngày mai sẽ là buổi cuối cùng rồi. Chị hy vọng là các bạn sẽ Uh, tham gia thật là nhiệt tình cùng với chị ở trong buổi ngày mai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những buổi phát livestream tiếp theo của chị Yên nhé. Cảm ơn các em rất nhiều. Bye bye!